Thì thật ra ESG hiện giờ đang là xu hướng của thế giới. Ở Việt Nam cũng nằm gần đây thì chúng ta nói rất nhiều về ESG. Thì ESG thì là gồm 3 tiêu chí. Đầu tiên là về môi trường, về trách nhiệm xã hội và về quản trị doanh nghiệp. Thì nếu như doanh nghiệp đáp ứng được tốt cả 3 tiêu chí của ESG thì sẽ tạo nên một cái lợi thế cạnh tranh bền vững và từ đó giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn. Đơn cử ví dụ như là yếu tố về môi trường, nếu một doanh nghiệp quan tâm rất tốt yếu tố về môi trường thì họ sẽ làm mọi cách để họ tiết giảm chi phí về năng lượng, tránh phát thải, và rõ ràng thì về mặt tài chính thì chi phí sản xuất của công ty được cải thiện và từ đó làm tăng biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Còn về trách nhiệm xã hội, nếu một doanh nghiệp mà làm tốt công tác về xã hội, chú ý đến những cái lợi ích không chỉ là tài chính của công ty mà còn đối với lợi ích dài hạn cho xã hội, thì chắc chắn là sẽ được tạo được cái thiện cảm là từ các nhà quản lý cũng như là từ người tiêu dùng, và từ đấy là thúc đẩy công ty trong việc là có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là gia tăng thị phần của mình. Đối với VCBF, chúng tôi đã xây dựng một cái bộ tiêu chuẩn về ESG rất chi tiết, và trong đó chúng tôi có những danh sách những ngành nghề mà chúng tôi sẽ không có đầu tư, ví dụ như những doanh nghiệp mà có mức độ về sử dụng thông dụng về năng lượng quá cao trong cái cấu thành chi phí sản xuất, cũng như là mức độ phát thải lớn hoặc là chiếm dụng quá nhiều tài nguyên thô, thì đấy là những doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ hạn chế, thậm chí là không đầu tư. Và các doanh nghiệp mà có điểm số ESG tốt là những doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ lựa chọn phân bổ một tỷ trọng cao hơn trong danh mục, vì chúng tôi tin rằng đấy là những doanh nghiệp mà có thể tạo nên cái sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.